Vâng, xin chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay mời quý cô chú và anh chị sẽ cùng em Lịch tham quan lại một công trình từ đường mà do công ty cổ phần kiến trúc Kisato đã thiết kế cho gia đình nhà chú Hoàng Tâm, có địa chỉ ở Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Mọi người nhé, ngay sau đây mời cô chú anh chị, mọi người chúng ta sẽ đi vào bên trong để tham quan cái toàn bộ khuôn viên cũng như là cái khu vực căn nhà thờ này nhé. Vâng, mời mọi người ạ. Vâng, thưa quý vị thì vị trí em đang đứng đây đó là cái khu vực cổng chính để bước vào cái khuôn viên từ đường nhà chú Tâm. Thì là như quý vị thấy thì cái phần cổng này được thiết kế là cổng nhôm đúc, trên mái thì chúng ta có cái hệ mái cũng là ngói vẩy, kết hợp với những cái hệ dui mè tương đồng với những cái tính chất của những công trình nhà thờ từ đường. Rồi đi vào sâu trong này thì chính là cái khuôn viên đất của gia đình. Thì quý vị thấy đây thì hiện tại khuôn viên đất của gia đình thì rất là rộng. Đó thì là căn nhà để được thiết kế theo cái vị trí này, mọi người nhé. Thì là quý vị thấy đây, chúng ta sẽ có căn nhà thờ đây, bên kia là cái căn nhà ngang. Đó thì trong quá trình thiết kế cũng tư vấn rất là rõ ràng cái định vị vị trí xây dựng cho gia chủ rồi. Thì bên này có một khuôn viên đất nó hơi méo một chút thì tận dụng khu vực này. Thì gia đình nhà chú sẽ có một khu vực sân vườn, cây cảnh, tiểu cảnh các thứ ở ở phía này. Thì là anh chị đã thấy ở cái khu vực này là chúng ta đây, cái phần sân chúng ta cắt vuông rồi, còn lại thừa thẹo cái phần kia chúng ta sẽ kết hợp để tạo cái khu vực sân vườn rất là tươi mát. Và ngoài ra thì mọi người thấy đây, những cái khu vực trước nhà này thì là chúng em thiết kế gia đình là thêm những cái bồn hoa cây cảnh ở trước, trồng ra sẽ có trồng một cái hàng cau đây nhé. Chúng ta sẽ quan sát một chút hàng rào nữa, lát nữa chúng ta sẽ vào bên trong. Hàng rào thì được chúng em thiết kế cũng khá là tỉ mỉ, nhưng mọi người thấy đây đây. Đấy, có những chi tiết này, ngoài mái chúng ta cũng có mái vải này, vị trí cột trụ này, rồi những ô thoáng chữ phúc các bạn, mọi người thấy đây này, đó. Ở trên những trụ này chúng ta có những cái mũ đồng, đèn chụp đồng, mọi người nhé, đêm bật lên nó rất là lung linh. Ở phía bên này thì là khu vực nhà ngang, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào cái căn từ đường này. Từ đường thì cũng như là những rất nhiều những cái video mà chúng em đã chia sẻ trên kênh ấy, thì là thường thiết kế là 5 bậc. Đấy. Như quý vị thấy đây, hai bên thì chúng em thiết kế là thành hai cái phần cột đèn. Chúng ta cột đèn này là bằng đá nhá mọi quý vị nhá, bằng đá nguyên đá xanh Thanh Hóa này. Đấy, chứ không phải là giả đá đâu. Thì cũng có nhiều giải pháp, chẳng hạn như là cột đắp bằng vữa xi măng rồi chúng ta sơn giả đá. Đấy, nhưng mà đó cái giải pháp đó nó sẽ tiết kiệm hơn, nhưng đổi lại thì độ bền và độ thẩm mỹ chắc chắn nó không không đẹp bằng cái đồ bằng đá thật này nhá quý vị nhá. Đó. Cái bậc đây gia đình đã chọn phương án đó là bậc bằng đá công nghiệp nhá mọi người nhá. Đấy thì cái này cũng có thể là chọn đá xanh Thanh Hóa này, chúng ta lát so le thêm những chi tiết hoa văn ở mỗi bậc này, thì cái này là tùy từng ý tưởng của gia chủ đó. Thì chúng ta có 5 bậc này, bên này ba gian này. Đấy. Cột hiên toàn bộ cột là bê tông giả gỗ hết nhá mọi người nhá. Đấy, có một cái đặc điểm ấy là cái công trình này thì là toàn bộ là bằng bê tông giả gỗ hết. Đấy, còn cái phần ở dưới này thì có là đang là bằng đá tự nhiên nhé, những phần đế cột này đấy, quý vị thấy đây. Đấy, thì cái này thì cũng có nhiều giải pháp, nhiều gia chủ chọn phương án là gỗ nhé. Hiện nay thì đơn vị chúng em cũng đang thi công rất là nhiều công trình, nó toàn bộ những cái chi tiết cấu kiện này, cột dầm dui mè là đều bằng gỗ lim hết nha mọi người nhé. Rồi ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào bên trong căn từ đường này để xem những cái thiết kế và cũng như sự bài trí về không gian nội thất. Ở đây thì quý vị thấy đây thì cũng có một vài cái sự khác biệt một chút. Những công trình mà chúng em chia sẻ trên kênh thường quý vị thường thấy ấy, thì là vị trí này chúng ta sẽ lát gạch đỏ, bên trong nhà cũng thế. Còn riêng công trình nhà chú thì là đang lát gạch ceramic ở phía hè này, bên trong thì là lát gạch thẻ giả gỗ. Ở đây là những phần chi tiết cột hiên này. Đây, mọi người quan sát một chút, cột thì được thiết kế với cái dạng cột đồng đồng, dưới thì nó nhỏ này, trên chúng ta giữa phình to và ngọn thì chúng nó lại thu lại này. Đây là phần đế cột này bằng đá tự nhiên, đá xanh Thanh Hóa nhé mọi người nhé. Thì cái này cũng thiết kế rất là tỉ mỉ này, chi tiết này rất là đẹp. Rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong. Thì phần bậu cửa này được chúng em thiết kế đó là bằng gỗ nhé mọi người nhé. Cái này là bằng gỗ này, cửa này bậu cửa bằng gỗ này. Đấy, phần dưới này thường có một vài công trình mà chúng em chia sẻ phần này có thể là bằng đá. Nhưng mà đây thì hiện tại gia đình chú đang thi công toàn bộ là bằng gỗ hết. Cửa đây thì mọi người để ý thêm một chút, cửa có một thay đổi một chút này. Cửa hiện thì trước là thiết kế đó là cửa bức bàn, nhưng mà gia đình có cải tiến lên một chút.
Cửa này cửa gấp mở quay được giống như cái nhà ngôi nhà ba gian truyền thống ấy. Thì cái này thì cũng không nhất thiết là phải làm theo phương án nào, vì tại vì là nếu mà đi theo hướng truyền thống chuẩn của nó thì chúng ta sẽ làm cửa ốc bàn đấy, hoặc là nếu mà có thể giải pháp này cũng khá là hay, bởi vì cửa như này chúng ta sẽ mở gấp được toàn bộ luôn rồi. Bên phần chính giữa này thì là chúng em thiết kế như cũng như mong muốn, và những cái sự video chia sẻ về công trình từ nhà thờ ấy, gia đình thờ một gian ở giữa này đó, thì chúng ta sẽ có khi bước vào là chúng ta sẽ đặt được một cái sập này, và trong nữa sẽ là khu vực gian thờ. Hai bên thì là thiết kế là khu vực để đặt hai cái bàn, bộ bàn ghế uống nước đó. Thì mời mọi người chúng ta sẽ đi vào bên trong để xem cái không gian nội thất bên trong. Vâng, ở đây thì mọi người sẽ quan sát được toàn bộ không gian nội thất bên trong của nhà thờ này, đó, căn nhà thờ này. Thì quý cô chú và anh chị chúng ta sẽ quan sát một chút về những cái hệ thống dùi mè này, rồi thì những cái chi tiết trang trí ở phía con trồng lá đề, những cái chi tiết lắp vẽ trang trí ở trên này đấy. Rất là sắc nét, ở đây cũng là những cái nét đặc trưng cho những ngôi nhà thờ đó. Đi vào trong này thì là không gian thờ, thì mọi người thấy đây hai bên cột này chúng ta có những cái cầu đối này đó, những chi tiết thiết kế nội thất của cái phần gian thờ này cũng rất là đẹp, rất là tỉ mỉ nhé các mọi người nhé. Đó, cột thì trong nhà thì cũng thiết kế với những cái cột dạng cột đồng đồng tương tự như là cột của những cái phần cột hiên rồi mọi thứ, đế cột cũng bằng đá đó. Căn nhà này cũng khá là đặc biệt, cô chú và anh chị quan sát một chút, trên chúng ta có những cái bức cuốn thư ở phía ba gian này, mọi người thấy đây đấy, ở trên có chạm khắc chữ nho với những cái ý nghĩa mà làm sao đó để hợp với những cái tư tưởng hoặc là những cái mong muốn của gia chủ. Cái này phần này chúng ta hoàn toàn đạt được nhé. Đó, cái này chúng ta có một cái tủ chè rất là đẹp mới đây, kê bên này đó, những cái bức tranh trang trí đây bằng đồng, tranh đồng quê đó, tương tự như khu bên kia nữa. Ngoài ra thì vẫn những cái thiết kế theo truyền thống, hai bên này là hai bên chữ thọ này đó, bên kia cũng vậy, đối xứng hai bên. Chúng ta sẽ quan sát sang bên này một chút. Bên này thì cũng đặt một bàn ghế uống nước đó, và một cái tủ ở đây, một bức tranh trang trí ở đây. Có một cái điều khá là đặc biệt nữa đó là cái phần bên trong này, mọi người thấy đây đó, những cái bức này thì gia đình đang sử dụng phương pháp là ốp gạch, gạch này là gạch ceramic dạng giả gạch thẻ đấy mọi người nhé. Cái này cũng có nhiều giải pháp, nhiều người thì là thiết kế theo những cái dạng những cái thanh gỗ nhỏ và những cái chỉ lõm ở đây, sau đó sơn giả gỗ, nó tạo cảm hứng giống như là chúng ta đang có một cái vách gỗ ở đây đó. Ở đây gia đình nhà chú thì thiết kế như thế này, đang thay đổi phương án là như thế này, nhìn cũng khá là đặc biệt nhé. Đấy, kể cả những cái mảng tường bên phía hậu này cũng vậy nhé. Đó, và vừa rồi thì cô chú và anh chị đã cùng em tham quan một cái mẫu nhà thờ do chúng em thiết kế cho gia đình nhà chúng tôi ở bãi cháy Hạ Long. Thì qua cái video chia sẻ này, hy vọng là cũng mang đến cho quý vị một cái mẫu nhà thờ có những cái dự tham khảo để có những cái dự định xây dựng trong cái tương lai, xây dựng căn nhà thờ cho riêng gia đình và dòng họ mình. Thì cảm ơn quý cô chú và anh chị đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.